Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại kênh Huy Phúc Ô Tô. Đây là một mẫu xe mà bên em vừa mới cập nhật về buổi sáng ngày hôm nay. Mẫu xe này mang tên là Daewoo Lacetti SE, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2009. Mẫu xe phiên bản số sàn. Nếu như quý anh chị nào quan tâm và đã tìm hiểu về dòng xe này rồi thì quý anh chị đã từng biết rồi đúng không ạ? Form dáng này thì gồm có hai phiên bản. Một là phiên bản số sàn mang tên là Daewoo Lacetti SE, và một phiên bản số tự động có tên là Daewoo Lacetti CDX. Và đây là phiên bản SE số sàn với khối động cơ 1.6 đăng ký 5 chỗ ngồi và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Dòng Lacetti SE cũng như là dòng CDX nói riêng thì đều được coi là Camry của Hàn Quốc quý anh chị ạ. Một mẫu xe rất là to cao, dài rộng, sang trọng và trang bị cũng rất là nhiều tính năng hiện đại. Trước khi đi vào chi tiết mẫu xe này thì quý anh chị nào đang xem video của em thì quý anh chị hãy cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và bật chuông thông báo để mỗi khi bên em lên những clip mới hoặc là like trực tiếp thì quý anh chị sẽ là một trong những người đầu tiên được nhận thông báo từ kênh YouTube. Trở lại với mẫu xe Daewoo Lacetti SE này thì phần đầu của xe thì quý anh chị có thể quan sát cặp đèn rất là phá cách đúng không ạ? Và được trang bị đèn halogen projector có phản chiếu đa hướng quý anh chị ạ. Và điều đặc biệt là chiếc xe này được trang bị hệ thống đèn pha là đèn auto. Đèn có thể là tự động bật sáng khi trời tối luôn quý anh chị ạ. Rất là nhàn. Đến khi trời tối thì quý anh chị không cần phải quan tâm đến bật đèn pha. Và rất an toàn cho quý vị. Phía dưới thì có đèn gầm ạ. Và mặt ga lăng đây ạ. Mặt ga lăng của xe thì được ốp mạ viền chrome cao cấp rồi ạ. Check sang bên phía bên tài này một chút thì quý anh chị có thể nhìn thấy được là form dáng xe còn rất là đẹp, căng bóng nữa, nước sơn xi sạch sẽ. Với 4 quả la răng thì vẫn là la răng thép nguyên bản quý anh chị ạ. Bản la răng đúc thì là bản CDX quý anh chị nhé. Bản này thì chưa được nâng la răng đúc rồi ạ. Lốp lap thì còn dày, sơn xi sạch sẽ. Với tay nắm mở cửa ngoài thì đã được ốp mạ viền chrome cao cấp rồi ạ. Quý anh chị hiện tại thì nhà em thì còn khoảng gần 40 đầu xe. Tuy nhiên thì trong nhà khá tối thì em sẽ cho xe ra ngoài để quay sắc nét hơn cho quý vị ạ. Nước sơn xi thì sạch sẽ. Và em sẽ đứng ở góc độ check này để cho quý anh chị có thể ngắm được nước sơn của chiếc xe này rõ nét hơn. Đó đúng không ạ? Sơn xi cực sạch sẽ luôn này quý anh chị này. Không có bất kỳ một vết xước nào quý anh chị nhé. Lốp thì còn khá là dày. Lốp còn tầm khoảng 2-3 vạn nữa thì quý anh chị mới phải thay lốp ạ. Trở lại phần về phía sau ạ. Phía sau thì xe trang bị cặp đèn hậu phía sau là đèn hai mảnh quý anh chị ạ. Một mảnh thì gắn ở bên trên lắp cốp sau đấy ạ. Đèn thì cũng khá đẹp và đèn zin theo xe. Lacetti SE được trang bị khối động cơ là 1.6. Và mức tiêu hao nhiên liệu cho mẫu xe này thì tương đương khoảng từ 7 cho đến 8 lít xăng trên 100 km hỗn hợp quý anh chị ạ. Đó. Trở lại về phần góc nhìn của chiếc xe được nhìn từ phía bên phụ ạ. Quý anh chị có thể quan sát là dọc cái đường dập hẳn từ trước ra sau đúng không ạ? Còn rất là thẳng hàng, form dáng căng, sắc nét. Tất cả các chi tiết ghép như cánh cửa này, lẹp chân kính này, đấy, đều còn rất là kín khít. Xe sạch sẽ quý anh chị ạ. Đương nhiên thì khi mà bên em nhận xe về thì tất nhiên thì đều có những chiếc xe đều có các vết chảy xước nho nhỏ. Thì bên em cũng đã cho tỉa lại sơn và đánh bóng lại toàn bộ xe rồi. Thì quý anh chị mua xe bên em thì khẳng định với quý anh chị là quý anh chị không cần phải sơn tỉa, không cần gì làm bất kỳ một cái công việc gì nữa. Quý anh chị chỉ đổ xăng và sang tên đổi chủ và chạy thôi ạ. Đó. Nước sơn xi sạch sẽ quý anh chị nhé. Và xe còn đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022 mới hết ạ. Còn tầm khoảng 2 tháng nữa. Có vẻ che mưa sẵn rồi. Và bây giờ thì xin mời quý vị vào phần nội thất ạ. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu đen. Tuy nhiên mẫu xe này cũng đã được bọc thêm một lớp áo ghế rồi quý anh chị nhé. Bọc một lớp áo ghế để bảo vệ
Quý anh chị cho em một chút ạ, em bật chìa khóa của xe lên. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu đen quý anh chị nhé, và đã được trang bị thêm một bộ áo ghế màu kem rồi. Đấy, rất là đẹp. Và tappi taplo thì rất là đẹp quý anh chị này. Tappi taplo hai màu, màu đen và màu cam ạ. Keo chỉ zin 100% luôn quý anh chị nhé. Cam kết và khẳng định bằng văn bản cho quý anh chị, keo chỉ zin 100%. Tappi taplo còn cực đẹp như mới luôn ạ. Đó. Phần keo chỉ thì bên em cam kết cho quý vị là xe không bị đâm va tai nạn và không bị ngập nước, không bị thủy kích ạ. Đây, keo chỉ zin 100% đây quý chị này. Không mất một phân keo chỉ nào quý anh chị nhé. Khẳng định tuyệt đối cho quý anh chị luôn. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện và có cụp xoay điện ạ. Đấy, gương kính chỉnh điện và mặt gương cụp xe điện. Có đèn pha auto đây quý anh chị này, đèn pha tự động bật sáng khi trời tối này. Có túi khí trên vô lăng, xe này được trang bị hai túi khí quý anh chị ạ. Một túi khí trên vô lăng và một túi khí cho bạn đồng hành. Có đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe này quý anh chị này. Trần nỉ nguyên bản, hai đèn trần. Đây là túi khí cho bạn đồng hành đấy ạ. Mức giá chào bán cho mẫu xe này là 215 triệu đồng quý anh chị ạ. 215 triệu cho Lacetti. Bản SE là bản số sàn quý anh chị nhé. Sản xuất năm 2009. Và bây giờ thì em sẽ để xe lên để cho anh quý anh chị ra ngoài khoang máy xem luôn ạ. Bản SE thì với hộp số sàn 5 cấp đấy ạ. Vô lăng củ số đẹp nhá quý anh chị nhá. Đấy, nhìn vào vô lăng củ số thì quý anh chị có thể đoán được là xe chạy ít chạy nhiều đúng không ạ? Đấy, vô lăng củ số còn tương đối đẹp này. Đây củ số đây ạ. Củ số bọc da còn tương đối đẹp rồi ạ. Với khối động cơ 1.6 thì chiếc xe được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Camry của Hàn đây. Xe sơn si sạch sẽ. Máy sáng. Máy đẹp quý anh chị nhé. Ra máy sáng đẹp khỏe. Cam kết không đâm va tai nạn. Máy chạy êm. Khoang máy khô ráo, không có bất kỳ một vết dầu mỡ nào quý anh chị nhé. Đây ạ, quý anh chị có thể nhìn sâu xuống một chút. Khoang máy rất là sáng, khô ráo và không có bất kỳ một chút dầu mỡ nào chảy ra trong khoang máy này ạ. Máy móc sạch sẽ, chạy đầm bốc. Và khẳng định với quý anh chị là tất cả các clip đưa lên kênh YouTube của bên em thì đều không có cắt ghép quý anh chị nhé. Đảm bảo không cắt ghép, không chỉnh sửa và quay mộc để nguyên như thế để cho quý anh chị xem và không làm đẹp video. Video giới thiệu về mẫu xe Daewoo Lacetti sản xuất năm 2009 của em Phúc xin phép được kết thúc tại đây. Quý anh chị quan tâm đến mẫu xe này thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0947 535 262 hoặc 0983 569 097. Quý anh chị có thể mua hoặc không mua hoặc tư vấn về xe thì quý anh chị cũng có thể gọi vào số 2 số máy trên. Hiện tại thì nhà em có tầm khoảng 40 cho đến 50 đầu xe tất cả các loại, có giá từ 100 cho đến 300 triệu đồng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các clip lần sau ạ.